Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phê Bóng Đá. Hãy bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo sau khi xem hết video này để đồng hành cùng chúng tôi cũng như đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam. Nóng rực bức xúc vụ huấn luyện viên Philippe Rousset, hàng loạt trụ cột của đội tuyển Việt Nam sẽ không lên tuyển, chờ VFF ra quyết định sa thải, cả Việt Nam dậy sóng. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng quanh huấn luyện viên Philippe Rousset và các quyết định gây tranh cãi của ông, một làn sóng bức xúc đang nổi lên mạnh mẽ từ các trụ cột của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thông tin từ nhiều nguồn uy tín cho thấy một số cầu thủ chủ chốt đang xem xét quyết định không lên đội tuyển cho các trận đấu sắp tới ở vòng loại thứ hai World Cup 2026. Đây như là một cách phản ứng với phong cách quản lý và chiến lược của huấn luyện viên Philippe Rousset. Điều này đã đặt Liên đoàn bóng đá Việt Nam vào một tình huống khó khăn khi họ phải cân nhắc giữa việc duy trì sự ổn định và đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng từ phía các cầu thủ lẫn người hâm mộ. Đội tuyển quốc gia Việt Nam từ lâu đã được biết đến với tinh thần đoàn kết và sức chiến đấu không ngừng. Tuy nhiên, sự không hài lòng của các trụ cột đối với cách tiếp cận quản lý của huấn luyện viên Rousset đang khiến cho tình hình của đội tuyển trở nên căng thẳng. Các cầu thủ này với kinh nghiệm và đóng góp quan trọng của mình đang cảm thấy không được trân trọng và sử dụng hiệu quả dưới sự dẫn dắt của ông Rousset. Các công thần của đội tuyển Việt Nam đang gây áp lực lớn lên VFF, buộc liên đoàn phải xem xét về tình hình và đưa ra quyết định cần thiết. Đây không chỉ là vấn đề về kết quả thi đấu mà còn về tâm lý, tinh thần và sự ổn định lâu dài của đội tuyển. 10 năm xây dựng với một lượt cầu thủ làm nên lịch sử cho đội bóng Việt Nam và đang trong độ chín của sự nghiệp. Các cầu thủ trụ cột từ chối lên tuyển là quyền của họ và trong hiện tại, người hâm mộ rất đồng tình với các cầu thủ. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã làm được gì cho bóng đá Việt Nam? Có lẽ hàng trăm, hàng ngàn bài viết, bài báo và tình cảm của hàng chục triệu người Việt Nam đã nói lên điều đó. Nhưng thứ mà ông Park làm được nhiều hơn những đời mà huấn luyện viên trước đó đã làm, đó là giúp đội tuyển Việt Nam bước ra ngoài ranh giới khu vực với một chiến thuật phù hợp với khả năng của đội tuyển khi đó và phát huy được tối đa sức mạnh khi cầu thủ đó còn ở đỉnh cao phong độ. Chúng ta cố gắng xây dựng một hàng thủ thật chắc chắn và tận dụng phẩm chất của các cá nhân để tạo nên những khoảnh khắc xuất chúng nhờ vào lối đá phòng ngự phản công. Tất nhiên, giai đoạn cuối cùng trong sự nghiệp của ông Park, nhất là quãng thời gian tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026 với 7 trận thua liên tiếp, 2 kỳ AFF Cup liên tiếp chịu khuất phục trước người Thái và lối đá dần bị bắt bài, sự xuống dốc và có vẻ mất động lực từ rất nhiều trụ cột của những năm 2018. Tất cả những điều đó tổng hòa lại dẫn đến việc ông Park chọn chia tay đội tuyển Việt Nam. Nhưng không thể phủ nhận rằng sự lựa chọn của ông Park đã đúng và mang lại nhiều hy vọng cho cổ động viên về một đội tuyển tiệm cận đẳng cấp châu lục, ít nhất là trong quãng thời gian trước dịch bệnh. VFF hiểu rằng di sản mà ông Park để lại vẫn là thành tích và sự yêu mến to lớn của người hâm mộ nước nhà. Vì thế, họ cần phải chọn một huấn luyện viên để đáp ứng và tiếp nối điều đó, nhằm tiếp tục với những mục tiêu xa hơn, với những đỉnh cao của giấc mơ ấy chính là World Cup, giải đấu dành cho 48 đội tuyển mạnh nhất thế giới. Có lẽ nhiều người am hiểu về bóng đá Việt Nam cũng đã đoán ra được khi huấn luyện viên Park Hang-seo kết thúc hợp đồng. Và nhiều người cũng đoán được ra có thể ông Philippe Rousset sẽ là được lựa chọn thông qua việc ông từng gắn bó một khoảng thời gian rất dài tại PVF, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu của Việt Nam. Cũng như việc ông từng làm huấn luyện viên trưởng của đội U19 Việt Nam, bây giờ là U23 Việt Nam. Chuẩn bị tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024, việc hiểu bóng đá Việt Nam có những trợ lý là người Việt từng gắn bó trong một khoảng thời gian khá dài, có lẽ là một điểm cộng rất lớn cho Phù Thủy Trắng. Nhưng có lẽ nếu so sánh với huấn luyện viên khác trong danh sách ứng cử viên, ông Rousset có một điểm trội hơn hẳn so với những người khác. Đó là ông không chỉ có một mà đến tận hai lần tham dự World Cup France 98 với đội tuyển Nam Phi và Nhật Bản Hàn Quốc năm 2002, với lần đầu tiên đưa đội tuyển Nhật Bản vượt qua vòng bảng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ngoài ra, chức vô địch Asian Cup năm 2000 cùng với Nhật Bản, cùng với triết lý kiểm soát bóng và tạo ra nhiều bài vở tấn công đa dạng để giúp cho đội tuyển Việt Nam tự tin đương đầu với mọi đối thủ ở khu vực. Đó chính là điểm cộng lớn nếu so với tiêu chí của VFF. Và như thế, ông Philippe Rousset đã ngồi lên lưng hổ. Trong số những huấn luyện viên được cho là có liên hệ với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, có một người cũng đến Việt Nam nhưng không ngồi vào ghế của ông Rousset mà là ngồi vào ghế của Hà Nội FC, niềm tự hào của thủ đô, đội bóng giàu thành tích nhất V-League. Người đó là Božidar Bandović. Cũng giống như đội tuyển Việt Nam, Hà Nội FC khi ấy no nê danh hiệu quốc nội và lần đầu tiên họ được nắm trong tay tấm vé tham dự AFC Champions League. Sau bao nhiêu lần lỡ hẹn, ban lãnh đạo của đội bóng cũng nghĩ giống VFF, đó là họ cần một huấn luyện viên đã từng tham dự giải đấu cấp độ câu lạc bộ ở một số nước châu Á, đã có kinh nghiệm từng dẫn dắt một đội bóng Đông Nam Á. Vừa hay, ông Bandović từng giúp cho Brunei United lọt vào vòng 1/8 của Cúp C1 châu Á năm 2017 và ông lại có bằng UEFA Pro. Điều kiện tiên quyết để làm được huấn luyện viên ở giải đấu này, ông Bandović được lựa chọn. Nhưng người ta lại quên đi mất một điều rằng đó là ông từng thất bại khi dẫn dắt Chennai In của Ấn Độ ngay trước khi làm thuyền trưởng của Hà Nội FC. Và tại một giải đấu có nền bóng đá được đánh giá là thấp hơn cả Việt Nam mà ông cũng không làm tốt.
chẳng ai dám chắc là ông sẽ thành công với đội bóng áo tím. Mà nỗi lo ấy đã trở thành sự thật với việc Hà Nội FC để mất chiếc cúp V-League vào tay của Công an Hà Nội ở vòng đấu cuối cùng. Mặc dù đã có cơ hội trong tay khi đối đầu trực tiếp với đối thủ này, với câu lạc bộ khác có thể coi là vị trí Á quân là một kết quả tích cực. Nhưng với Hà Nội FC, việc đánh mất lợi thế và phải về nhì ở Champions League là điều khó thể chấp nhận được với câu lạc bộ giàu truyền thống và sở hữu lực lượng nội ngoại binh thuộc top 2, top 3 của V-League. Thế nhưng Hà Nội FC vẫn cứ chờ đến AFC Champions League bởi họ tin rằng đây mới là sân chơi mà huấn luyện viên người Montenegro thể hiện tài thao lược. Nhưng tài thì chưa thấy đâu mà Hà Nội FC đã xỉu trước những đối thủ mạnh. Đến lúc ấy người ta mới nhận thấy ông thầy của Hà Nội FC không phù hợp và ngay lập tức ông Banovic đã bị sa thải ngay lập tức. Nhìn lại quá trình ấy càng về cuối thì những quyết định khó hiểu mà ông Banovic đã bộc lộ ngay chính giải đấu mà Hà Nội FC đặt niềm tin cao nhất khi tung ra hết cả 6 ngoại binh để đối đầu với cường địch trong khi chưa có sự kết nối với nội binh, để rồi nhận 2 trận thua bẽ mảng của Hà Nội FC. Cuối cùng cũng học được một bài học rằng huấn luyện viên dù có bằng cấp, kinh nghiệm cũng không thể mang lại kết quả cuối cùng nếu như họ không phù hợp. Và xin kính thưa quý vị và các bạn, tờ Bola Sport của Indonesia bày tỏ sự dè chừng trước sự trở lại của tiền đạo Tiến Linh. Tiền đạo Tiến Linh mới đây đã bình phục trở lại sau thời gian dài chấn thương và ra sân thi đấu trong trận Mecamex Bình Dương gặp Quảng Nam ở vòng 9 V-League. Sự trở lại của Tiến Linh khiến cho tờ Bola Sport của Indonesia e dè. Mối đe dọa với đội tuyển quốc gia Indonesia đã quay trở lại, sẵn sàng ám ảnh hàng thủ Indonesia. Có thể nói Nguyễn Tiến Linh là tiền đạo xuất sắc nhất của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Anh cao 1m80 đã ghi 18 bàn sau 43 lần khoác áo đội tuyển. Điều thú vị là Nguyễn Tiến Linh khá quen thuộc với khung thành của đội tuyển quốc gia Indonesia. Cho đến nay, anh đã ghi được 4 bàn thắng vào lưới của Garuda trong nhiều dịp khác nhau. Do chấn thương, Tiến Linh không thể cùng đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2023. Tờ Bola cho rằng điều này đã khiến cho tuyển Việt Nam suy yếu. Thực tế, tiền đạo 26 tuổi không thể bảo vệ đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2023. Khi đó, Nguyễn Tiến Linh đã dính chấn thương ở gân kheo. Sự vắng mặt của Tiến Linh dường như đang ảnh hưởng lớn đến phong độ của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đều biết đội tuyển Việt Nam đã bị loại ở vòng bảng Asian Cup 2023. Họ thậm chí phải chấp nhận đứng cuối bảng D sau khi thua 3 trên 3 trận ở vòng bảng. Bàn thắng đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ghi vào lưới Nhật Bản là tình huống tấn công nhắm vào cột gần đó. Đó là thành quả của những buổi tập luyện chăm chỉ của toàn đội. Còn ở bàn thắng thứ hai đội tuyển Việt Nam ghi được là do sai lầm của Nhật Bản. Các hậu vệ đã bị thiếu tập trung ở tình huống bóng hai, không theo kèm Tuấn Hải và để anh lao xuống đệm bóng. Ngoài ra đội tuyển Việt Nam cũng ghi bàn từ một quả đá phạt ở trận gặp Iraq. Tính cả giải thì đội tuyển Việt Nam ghi được 4 bàn thắng, 3 trong số đó đến từ những tình huống cố định. Và đây cũng là điểm kết cho câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.